của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM. Con chào bà. Con chào bà. Mi hả con? Dạ. Ờ, bà vô trước đi. Ừ, con xin phép ạ. Con là bạn gái. Không, con là vợ sắp cưới của Khang phải không? Dạ. Trời ơi, mừng quá. Con ơi, thằng Khang nó khỏe không? Rồi chuẩn bị đám cưới đó. Hai đứa có thiếu gì không? Có cần thì bà hỗ trợ cho ha. Dạ, Khang khỏe bà. Tụi con cũng chuẩn bị xong hết rồi. Mà bà tới công ty con có việc gì vậy ạ? Cũng có chút công việc mà bà xong rồi. Giờ bà đi về. Vậy để con tiễn bà về. Không làm gì được mình nên muốn tìm cách khác tiếp cận Khang sao? Em nói sao? Mẹ anh tới công ty tìm em. Anh xin lỗi. Anh đã nói với mẹ đừng làm như vậy rồi. Mà không ngờ. Cũng khó trách mẹ anh. Mong em thông cảm cho mẹ. Tại sao tôi phải thông cảm? Ở cái tuổi của mẹ anh, có gì quan trọng hơn là máu mủ ruột thịt đâu. Mẹ anh mong được nhận cháu là chuyện bình thường mà em. Vậy thì ngày xưa đừng có vứt bỏ nó chứ. Anh thật sự rất xin lỗi em. Và mẹ anh cũng rất hối hận về chuyện này. Chắc hôm nay đến công ty là muốn xin lỗi em đó. Xin lỗi? Anh nghĩ chuyện này chỉ có thể xin lỗi là được hay sao? Chính ngày xưa mẹ anh đã nói với tôi là cho dù tôi có mang thai con của anh đi chăng nữa, mẹ anh cũng không bao giờ chấp nhận tôi. Vậy mà bây giờ lại còn đòi xin lỗi. Nếu anh là tôi, anh có chấp nhận cái lời xin lỗi đó không? Anh không hề biết là mẹ anh đã nói như vậy với em. Anh xin lỗi em. Tôi không cần tất cả những cái lời xin lỗi đó. Không à. Phiền anh, về nói với mẹ anh là đừng bao giờ có ý định xin nhận lại cháu. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Không à. Anh không xin lỗi Xuân. Anh hứa là sẽ bù đắp lại cho em và trả giá cho những lỗi lầm của mình. Xin em hãy cho anh một cơ hội nữa được không? Không. Không. TH2T thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Con. Trời ơi, không có mất bằng tay. Nè, cắn từ từ. Ngon quá nội. Bây giờ là con ăn hết nha. Không có được chừa một cái gì á. Con cứ ăn ngon là nội vui rồi. Dạ nội. Ừ. À, mà nội cũng ăn với con đi. Không, nội chỉ ngồi nhìn con ăn thôi. Bao nhiêu đó là đủ vui rồi. Đây, hả miệng ra. Ngon quá, lâu lắm rồi con mới ăn được đồ ăn ngon như vậy á. Vậy là phải ăn cho hết nha. Rồi uống hết ly nước cam luôn ha. Thương cháu tụi quá. Vậy là chị chồng của con sắp đám cưới rồi phải không? Dạ. Mà sao lại biết? Thì ba con nói. Chắc nội sắp lắm hả nội? Đúng là cuộc đời nó có những điều mà mình không thể nào đoán trước được ha.
Bây giờ mà có ai nghĩ chị chồng của con lại là con dâu của cô Hồng đâu. Dạ, cho nên từ giờ chị My vừa là chị chồng, vừa là chị dâu của con hết nội. Ừ? Sao mà vừa chị chồng mà vừa chị dâu? Ừ. Thì đúng rồi nội. Tại vì á, chị My là chị của anh Cường, nên thế là chị chồng của con. Ừ. Nhưng mà anh Khang á, là anh cùng trai khác mẹ với con, nên là chị My cũng sẽ là chị dâu của con. Gì mà anh cùng cha khác mẹ là sao? Hả? Sự á, con là đứa sống thoáng. Mà khi con biết ba có con riêng á, con cũng sốc lắm. Mà không sao, bù lại anh Khang vừa đẹp trai, vui vẻ, lại còn dễ thương nữa. Nội, nội, nội cũng thích anh Khang mà đúng không nội? Con nói Khang là con của cô Hồng. Dạ, chứ Khang nào nữa nội. Nội, không lẽ nội chưa biết chuyện của anh Khang? Đây là gì ạ? Chú nghe nói con sắp làm đám cưới, nên có chút quà muốn gửi tặng con. Nhân viên trong công ty, ai cưới chú cũng mừng như này à? Con xin lỗi, con không thể nhận quà của chú được. Khang à, ba phải làm gì thì con mới chịu tha thứ cho ba đây. Vô đi. Anh Phát, ba tới tìm anh, hình như là có chuyện gì gấp lắm. Phát. Mẹ. Có thật là. Con chào bà. Khang. Trọng Khang đúng không? À, dạ. Cháu nội của tôi nè, là cháu của tôi đi mà. Đúng ra mẹ phải gọi cho con trước. Mẹ đang xúc động lỡ đi đường gặp chuyện gì thì sao chứ? Mẹ biết gì làm sao mẹ ngồi yên cho được hả con? Mà tại sao con biết mà con giấu mẹ? Ai nói cho mẹ biết chuyện này? Có phải là mẹ của Cường không? Không, Hằng nó nói cho mẹ biết đó. Hằng? Vậy là nó cũng biết rồi sao? Mà nó còn nói gì với mẹ nữa không? Nó có vẻ thích lắm. Nó có vẻ nó rất là thích cái chuyện nó có được anh trai. Con à, có phải vì lý do này cho nên thời gian gần đây con thường xuyên gặp cô Hồng không? Mẹ à, mẹ cứ coi như mẹ không biết chuyện này đi. Và cũng đừng hỏi Hồng gì hết á. Cổ cấm con không được nói với mẹ hả? Con à, đúng là trước đây đó, mẹ có đối xử không tốt với cô Hồng, cho nên cái chuyện cổ không thích mẹ là chuyện tất nhiên thôi. Khang nó là máu mủ của nhà mình, mẹ không để yên chuyện này đâu con. Mẹ nghe con nói đã. Mẹ biết rồi, con không phải làm gì hết trơn, con cứ yên vậy thôi. Tất cả mọi chuyện để cho mẹ làm, mẹ tự giải quyết chuyện này. Đó là cháu đích tôn của mẹ, mẹ sẽ không nhường nó cho bất cứ ai hết. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.